Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt hồ đơn hàng Shopee, Lazada, Tiki, Sendor thông qua trang tichlũy.vn. Bạn nào mà chưa có tài khoản thì có thể kéo xuống phần mô tả video của mình để tạo tài khoản và nhập mã khuyến mãi của mình để nhận ngay 20.000 trong tài khoản. Thì có một số bạn thắc mắc inbox hỏi mình là không hiểu tại sao lại có nhiều người đặt hồ đơn hàng như vậy. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ theo cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm của mình. Thì về phương diện cá nhân, có một số người người ta muốn mua hàng online nhưng mà người ta không có mã miễn phí vận chuyển, hoặc là một số người lớn tuổi người ta không biết cách đặt hàng thì người ta có thể nhờ mình mua hộ. Thứ hai là những cái shop mà khi mà người ta vừa mới bán hàng, hoặc là người ta vừa ra một cái sản phẩm mới thì người ta sẽ nhờ dịch vụ đặt hàng, đặt hộ đơn hàng cho người ta để mà tăng cái độ uy tín cho shop của họ. Ví dụ như một cái shop mà có hàng trăm hàng ngàn đơn và có rất là nhiều cái đánh giá tốt thì sẽ có uy tín hơn là một cái shop mà chỉ có một hai người mua. Thì có rất là nhiều bạn kiếm tiền bằng cái hình thức đặt hộ đơn hàng này. Nhiều bạn đặt số lượng lớn thì có thể kiếm từ 500 tới 1 triệu một tháng là bình thường, bằng lương người ta đi làm một tháng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình đặt hộ đơn hàng nha. Các bạn lên trang cả Facebook cá nhân và gõ cho mình là đặt hộ. Ở đây có rất là nhiều nhóm đặt hộ này, mình sẽ tham gia các cái nhóm này nha. Ở đây mình đã tham gia rồi, thì các bạn vào đây các bạn xem người ta nhờ đặt hộ đơn hàng, thì mình vào mình inbox cho người ta, mình hỏi người ta là cần mua cái sản phẩm gì để mà mình có thể kiếm cho người ta, hoặc là người ta gửi cái link để mình mua cho người ta. Thì ở đây mình sẽ demo cho các bạn xem là hôm qua có cái bạn này, bạn đã nhắn tin nhờ mình mua hàng nha. Mình vào tin nhắn của mình để xem nè, hôm qua bạn này bạn đã nhờ mình mua cái hàng này, thì bạn ấy gửi cho mình cái link mua hàng. Thì mình sẽ vào cái link này, copy cái link này, sao chép mình về cái trang tichlũy.vn. Bạn nào chưa đăng ký thì có thể kéo xuống phần mô tả video có cái link đăng ký nhé. Rồi bây giờ bạn về cái trang tích lũy nha. Bạn vào cái dấu ba gạch ở phía bên trái này, các bạn nhấn vào kiếm tiền với link mua hàng. Đây, kiếm tiền với link mua hàng, các bạn dán cái link nãy qua đây, rồi các bạn tạo link. Thì đây là cái link rút gọn của mình, các bạn phải đặt đơn hàng qua cái link rút gọn này thì các bạn mới được hoàn tiền. Rồi các bạn bạn gửi lại cho cái bạn nãy. Rồi nếu mà người ta yêu cầu mình đặt đơn hộ người ta luôn thì mình sẽ vào đây mình đặt đơn luôn nha. Rồi các bạn nhấn vào mua ngay. Các bạn chọn cái sản phẩm, chọn mã vận chuyển. Rồi nhấn vào mua hàng. Thì các bạn lưu ý nha, ở đây mình sẽ thay đổi cái địa chỉ nhận hàng và cái số điện thoại nhận hàng nha. Rồi các bạn chọn cái nhà vận chuyển nào mà cái chi phí thấp á, rồi các bạn tiến hành đặt hàng thôi. Ở đây mình demo nên mình không có đặt hàng nha. Cái lợi ích khi mà bạn tham gia và đặt hàng qua tichlũy.vn đó là: thứ nhất là bạn sẽ nhận được 20.000 ngay sau khi bạn đăng ký tài khoản. Thứ hai là bạn sẽ nhận được tiền công từ cái việc đặt hộ đơn hàng. Tiền công thì thường là 5.000, 10.000 tùy từng sản phẩm và tùy từng đơn hàng.
Thứ ba là bạn sẽ nhận được 20.000 nếu mà đơn hàng bạn đặt trên 300.000. Thứ tư đó là bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại từ 3 tới 50% tùy từng sản phẩm. Và các bạn lưu ý nha, trước khi các bạn tiến hành đặt hộ đơn hàng thì các bạn nên đọc qua các cái chính sách trả thưởng hoa hồng hay là chính sách hoàn tiền ở bên trang tích lũy.vn để tránh cái trường hợp là khi mà mình đặt đơn hàng nhưng mà sau này mình không được thanh toán đó. Vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đặt hộ đơn hàng qua trang tích lũy.vn. Bạn nào mà có thắc mắc hay có ý kiến đóng góp thì có thể comment ở dưới video này cho mình.